Kiều Khanh, Hồng Trang xin kính chào quý khán giả của chương trình Văn hóa Giao thông phát sóng lúc 11 giờ 15 thứ bảy hàng tuần trên đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Kính chúc quý khán giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật ý nghĩa bên gia đình, đặc biệt phải luôn giữ sức khỏe và lạc quan để cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Tuần qua xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết ở Tây Ninh. Pha xử lý của tài xế xe tải khiến cộng đồng mạng thán phục. Kinh hãi xe ben chở quá tải, phóng nhanh, lạng lách để trốn lực lượng chức năng. Hành vi bấm còi, rú ga liên tục trong đô thị, khu đông dân cư bị xử phạt thế nào? Cùng suy ngẫm về tình trạng học sinh đi xe dàn hàng ngang qua tiểu phẩm, hàng ba mới vui. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là thông tin tổng hợp về tình hình trật tự an toàn giao thông tuần qua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, ùn tắc giao thông không xảy ra, các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến được đảm bảo thông suốt, tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ khiến 2 người tử vong. Đáng chú ý là vụ tai nạn xảy ra lúc 21 giờ ngày 3 tháng 6 trên đường liên xã Phước Thạnh, Hiệp Thạnh, thuộc ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Lúc này, anh Trần Thanh Dũng, sinh năm 1983, ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, điều khiển xe mô tô biển số 70H7-1451 lưu thông theo hướng từ xã Phước Thạnh về xã Hiệp Thạnh. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 70F1-65111 do anh Nguyễn Hoàng Lân, sinh năm 1999, ngụ ấp giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Trần Thanh Dũng tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Dũng điều khiển xe mô tô biển số 70H7-1451 đi không đúng phần đường quy định dẫn đến tai nạn. Thưa quý vị, về công tác tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Hồng Trang vừa nhận được thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Tây Ninh. Trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thực hiện 902 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 542 trường hợp vi phạm, tạm giữ 277 xe mô tô, 6 ô tô, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 396 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 115 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm nồng độ cồn, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đặc biệt có 5 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Thưa quý vị, trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai các mặt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường bộ và đường thủy nội địa, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông. Trong phần sau sẽ có pha xử lý của tài xế xe tải khiến cộng đồng mạng thán phục. Cùng suy ngẫm về tình trạng học sinh đi xe dàn hàng ngang qua tiểu phẩm, hàng ba mới vui. Thưa quý vị, chuyên mục camera cận cảnh vừa nhận được một đoạn clip ghi lại tình huống khiến dân mạng thót tim và suýt chút nữa có thể đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Vâng ạ, tình huống gì mà Kiều Khanh khiến cho Hồng Trang cũng như là quý vị khán giả tò mò quá? Tình huống đó chính là một tài xế xe tải bất chấp nguy hiểm ngăn cản một chướng ngại vật lao ra đường, kịp thời cứu nguy cho người đi xe máy đang lao tới. Theo đoạn clip được chia sẻ, người đàn ông áo đen đang sử dụng trục bánh xe để kê, có lẽ muốn nâng một lượng lớn vật liệu xây dựng vào bên trong. Thế nhưng, ngay khi khối thép được nhấc bổng lên cao, thì trục bánh xe mất điểm tựa, đã từ từ lăn xuống vì mặt đường dốc. Lúc này, người đàn ông áo đen vẫn không hề biết, còn bánh xe dần gia tăng tốc độ và cứ thế lao ra đường, trong khi các phương tiện vẫn di chuyển với tốc độ cao. May mắn thay, một tài xế xe tải đã quan sát được sự việc. Ngay sau khi dừng xe, anh này đã lao ra, rồi dùng chân đá mạnh vào trục bánh xe, khiến nó bị chệch hướng đôi chút, kịp thời cứu nguy thành công cho người đi xe máy đang lao tới. Bản thân người tài xế này do lực bật nhảy cũng suýt chút nữa lao vào chiếc xe đang di chuyển và đưa bản thân vào tình thế nguy hiểm, nhưng anh khéo léo né được trong tích tắc. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận thán phục từ cộng đồng mạng. Thưa quý vị, qua tình huống vừa rồi có thể thấy tài xế xe tải rất gan dạ và xử lý tình huống kịp thời. Tuy nhiên, Kiều Khanh mong rằng khi có ý định giúp đỡ người khác, nếu không phải là tình huống khẩn cấp thì mỗi chúng ta nên quan sát kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình quý vị nhé. Hồng Trang có còn nhớ một thời gian dài cộng đồng mạng thường hay nhắc đến một cụm từ như là nữ ninja nè hoặc là ninja lead khi tham gia giao thông không?
Có chứ. Đây là hình ảnh của những người phụ nữ trùm kín cơ thể bằng áo khoác, váy chống nắng nhưng mà chạy xe thì rất là khó hiểu và nhiều lần suýt gây ra tai nạn giao thông. Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện một nữ ninja, cũng chính cách điều khiển phương tiện khó hiểu đã dẫn đến tai nạn. Tình huống giao thông được camera hành trình của xe ô tô ghi lại cho thấy, người phụ nữ đi xe máy đã vượt lên từ bên trái, đột ngột đánh lái sang phải, rồi phanh gấp ngay trước mũi ô tô. Tình huống này khiến tài xế ô tô không kịp xử lý, nên đã tông mạnh vào đuôi xe máy, khiến người phụ nữ cùng chiếc xe máy bị văng tới phía trước và ngã ra đường. May mắn là vào thời điểm đó, chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ chậm, nên cú đâm không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tài xế chiếc ô tô sau đó đã giúp người phụ nữ dắt xe máy vào lề đường. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều cư dân mạng phải thắc mắc về cách xử lý đầy khó hiểu của người phụ nữ đi xe máy. Một số ý kiến cho rằng có vẻ như người phụ nữ này định dừng xe ở bóng râm để tránh nắng khi chờ đèn đỏ, nhưng không quan sát kỹ phía sau nên đã bị xe ô tô tông phải. Đây cũng là tình huống giao thông đáng chú ý trong tuần qua. Chiếc xe ben chở quá tải đã liên tục lạng lách với tốc độ cao để vượt lên hai xe của thanh tra giao thông nhằm tìm cách bỏ trốn. Chiếc xe này đã liên tục bấm còi đi vào làn đường ngược chiều, khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy kinh hãi vì sự liều lĩnh. Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận chỉ vì sợ bị xử phạt mà tài xế chiếc xe đã đánh đổi tính mạng của chính mình và những người xung quanh. Hay hy vọng lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm trường hợp này để làm gương cho nhiều người khác. Kiều Khanh nè, có bao giờ đang đi ngoài đường trong khu đô thị vào ban đêm mà Kiều Khanh gặp các thanh thiếu niên bấm còi và rú ga liên tục không ạ? Có chứ, thậm chí là gặp rất là nhiều lần luôn và có vài lần Khanh còn phải tấp xe vào lề và dừng lại để đảm bảo an toàn nữa. Vâng ạ, thưa quý vị, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ thì hành vi bấm còi rú ga liên tục trong khu đô thị, khu đông dân cư bị xử phạt như thế nào? Hồng Trang xin mời thông tin pháp luật đáng chú ý từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh. Đối với người điều khiển xe mô tô khi vi phạm hành vi này thì mức xử phạt tiền là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Ngoài ra thì không chỉ xe mô tô mà mức xử phạt này đối với cái hành vi này còn xuất hiện ở người điều khiển xe ô tô. Và ở đây đặc biệt là đối với ô tô á, thì hành vi ngoài rú ga thì còn hành vi là bấm sử dụng còi hơi và sử dụng đèn chiếu xa trong khu vực đông dân cư thì cũng bị phạt tiền. Và mức phạt tiền ở đây là từ 800 đến 1 triệu đồng. Thưa quý vị, dù được lực lượng chức năng, nhà trường, phụ huynh liên tục cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi lái xe máy, xe đạp chạy dàn hàng ngang, nhưng nhiều học sinh vẫn vô tư thực hiện. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Đúng rồi đó Kiều Khanh, không chỉ gây tai nạn cho mình mà cả những người xung quanh nữa. Mời quý khán giả cùng đến với tiểu phẩm Hàng Ba Mới Vui để xem thực trạng này đáng báo động như thế nào nhé. Thỉnh. Làm chạy nhanh dữ bộ. Ê, tụi bay chia nhau ra chạy đi, đừng có chạy về hàng ngang vậy. Anh em mình ngủ cùng ngủ, chơi cùng chơi, đi cùng đi chứ mày. Tự nhiên xanh lá. Cái gì vậy? Tự nhiên đang nói chuyện xe cộ xanh lá xanh dương vậy đây? Là xa lánh đó người ơi, nói chuyện mày phải vừa việc sốc nữa mệt ghê. Trời ơi. Ê, từ từ thôi, chạy hàng ba gì nói chuyện mới vui mày. Đúng rồi. Vui cái gì mà vui. Tụi bay chạy xe hàng ba vậy là nguy hiểm lắm đó. Gì vậy? Quá. Nghĩa gì chạy? Đi vậy mới vui mẹ ơi, chạy hàng vậy nói chuyện, anh em mình nói chuyện nhau mới vui. Đúng rồi, chạy mình buồn ngủ thấy mồ. Tao không thích chạy xe hàng ba. Trời ơi, vui. Vậy mới vui chứ mày. Ê. Tụi bay vô đây tao nói nghe nè. Gì vậy? Bộ tụi bay không có biết là chạy xe hàng ba như vậy là vi phạm luật giao thông hả? Theo khoảng 1 điều 6, theo nghị định 100/2019. Trên nghị định chính phủ là bị phạt 100-200 ngàn đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe điện và các phương tiện tương tự. Chạy xe mà dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên á là bị phạt đó. Mà gây ra tai nạn á là bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng nữa. Gì mày? Trời ơi, tự nhiên học tài chính mà tính chuyện giao thông, nói gì không hiểu chứ vậy? Ê, cho hỏi nghe nè. Yeah, chạy mà dàn hàng ba vậy đó, bị tước bằng lái. Mày chạy xe đạp rồi tước bằng gì? Ê mày nói đúng á, tước bằng gì vậy? Xe đạp mất. Ê tước bằng gì vậy? Đi. Ê ngồi đây cái tự nhiên tao nhớ thằng Thịnh mày. Gì?
tự nhiên nhớ nó. Tao ngồi đây mày không nhớ tao thì không nhớ nó. Mày ngồi đây nhớ mày chi nữa. Tào lao. Mấy bữa nay không thấy nó đi học hành gì hết trơn, nhớ. Nhớ gì? Đó, mày thấy nhớ lần đầu tiên mà tụi mình gặp nó mấy bữa đầu tiên tao đã nói rồi. Thằng đó tao thấy cái mặt nó kỳ lắm, chơi không được. Tao thấy tụi mình chạy xe vi phạm xíu cái nó nghỉ chơi mày. Mày thấy kỳ không? Mày nói làm sao chứ mà lúc mà mới vô năm nhất phải không? Là tao thấy nó cũng thân thiện, hòa đồng. Bởi vậy tao mới lập cái nhóm là Tam Tai. Gì? Gì Tam Tai mày? Như nó xui. À không phải. Cái nhóm Tam Tê, Thái Thịnh Thành. À, Thái Thịnh Thành Tam Tê. Nó tự nhiên giờ cái thấy vậy, cái nó xanh lá với mình. Thấy khác người. Khác gì khác? Quá trời khác. Không. Mày mắc cười mày quá. Nãy mày mới nói khác thì giờ mày nói không là sao? Mày tự nhiên ba phải vậy? Không phải, tao nói là khác, là tao khát nước nè, uống hết ly rồi. Khác. Chưa kêu gì luôn á. Nãy kêu sao? Ê, chị Tư ơi! Tư phê hai đá. Có liền. Trời ơi, vậy bà cũng nghe. Tư phê hai đá bà cũng nghe. Quen rồi, quen, uống biết quen rồi mẹ. Hai ly cà phê đá mà phải nghe tư phê hai đá. Cũng đúng, biết cũng được đấy. Ủa, ước được. Thấy liền nè. Gì đâu tụi bay bất ngờ. Vì tao kẹt tiền, tao cần việc làm nên tao xin chị Tư coi có việc gì làm không mà tao làm nè. Ủa vậy là mấy bữa nay tao không gặp mày làm, mày làm ở đây hả? Ừ. Ê Thịnh, mà mày làm gì mà gặp tiền á? Chuyện của tao tụi bay hỏi làm gì? Thì nói đi, ví dụ có gì anh với em giúp được gì giúp. Đúng rồi, bạn bè phải có nhau cùng hoạn nạn với nhau chứ. Ngồi tập sự đi. Mà tao cũng xin lỗi tụi bay nha. Xin lỗi, tự nhiên mới bưng phi đá ra xin lỗi gì? Thì cái chuyện hôm trước đó, tao lớn tiếng với tụi bay. Mà vụ gì vậy? Em tao nó tụ tập bạn bè rồi chạy xe vào hàng ba hàng tư, bị không kiểm soát được tay lái rồi tự té luôn. Tự té luôn? Ừ. Hên ghê. Vô duyên mày, em tao té mày nói hên. Không phải, hên là tự té không có liên lụy tới người khác kìa. Mà nó bị nặng nhất á. Vì xui ghê. Cái thằng tào lao thiệt. Rồi giờ em mẹ đâu để tụi tao qua thăm? Bây giờ bác sĩ cũng chưa cho vô đâu. Nó nằm ở chỗng không biết làm sao nữa. Mà hôm nay gia đình tao cũng thiếu, nên tao với mẹ tao mới chạy chỗ này chỗ kia tìm việc làm. Ê Thịnh, vậy mà hôm nay tụi tao đâu hay chuyện này đâu. Làm trách lầm mày, cho tụi tao xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Chỗ anh em tao có dành dụm được ít để tao gửi cho mày, mày xây sở. Thiệt hả? Nhớ trả tao được rồi. Đây giờ còn mình là anh em mình phải giúp đỡ lẫn nhau đúng không? Cho nó mượn tiền đi. Tao không có tiền nhưng mà tao giúp sức nha. Có lòng là được rồi mày. Tính tiền ơi. Dạ dạ có liền ơi ơi. Tính tiền Thái. Đúng không? Dạ, 20. Về vấn đề người đi xe và hàng ngang, Kiều Khanh có một số thông tin pháp luật cần lưu ý. Điểm G, khoảng 1, điều 8, nghị định 100/2019/NĐ-CP có quy định người điều khiển xe đạp máy đi dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên sẽ bị phạt tiền từ 80.000 đến 100.000 đồng. Trong khi đó, người điều khiển xe máy thực hiện hành vi này thì bị phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng. Do đó, quý vị phải thật sự lưu ý nhé. Tiếp tục chương trình sẽ là phần giải đáp thắc mắc của khán giả gửi thông tin về địa chỉ email vanhoagiaothongttv11a@gmail.com. Vị khán giả có tên là Minh Quân có câu hỏi như sau. Bạn tôi đang trên đường đi học về thì xe máy bị hỏng. Tôi thấy vậy nên dùng một chân đẩy xe bạn đến tiệm sửa xe gần nhất. Tôi có bị xử phạt hay không? Về câu hỏi này, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh có trả lời như sau. Trong thực tế thì cũng có rất là nhiều trường hợp chúng ta thấy là cái người điều khiển phương tiện và dùng chân để kéo để đẩy các phương tiện khác khi mà thấy phương tiện bị hư hỏng để đẩy tới những nơi sửa chữa hoặc là đẩy về nhà. Thật sự là đây là một cái hành vi tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Và đối với cái hành vi này thì chúng ta thấy là thường là người điều khiển xe mô tô và xe đạp thì vi phạm rất là nhiều. Thì cụ thể thì theo mức xử phạt quy định tại nghị định số 100 của Chính phủ thì đối với người điều khiển xe mô tô khi mà dùng chân để kéo đẩy xe khác, người điều khiển và cả người ngồi sau thì mức xử phạt hiện ra là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Ngoài ra thì cái hành vi này đối với người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện thì mức xử phạt tiền là từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Văn hóa Giao thông tuần này. Mọi góp ý hoặc có câu hỏi đặt ra với chương trình, khán giả có thể gọi về đường dây nóng 028-6272-3288 hoặc gửi thông tin về email vanhoagiaothongttv11a@gmail.com. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau trên đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Hồng Trang và Kiều Khanh xin kính chào tạm biệt.